Chào các em học sinh thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ học Unit 2 Healthy Living, Lesson 3, A Closer Look 2. Nội dung ngày hôm nay chúng ta học về cấu trúc ngữ pháp, thì hiện tại đơn tiếp theo nha các em. Sau khi các em học bài này thì các em sẽ biết được làm thế nào để chúng ta có thể nhận diện ra và viết được một cái câu đơn. Warm up, mời các em chúng ta cùng đến với phần khởi động trước nhé. Các em hãy viết cho cô tạo thành một câu hoàn chỉnh. Number one, cô có I read science books. Tôi đọc các cuốn sách về khoa học. Two, children love outdoor games. Những đứa trẻ thì yêu thích những trò chơi ngoài trời. Số 3, cô có They clean their house every day. Họ thì lau chùi nhà mỗi ngày. 4. I watched TV last night. Tôi đã xem TV vào tối ngày hôm qua. And 5. You should learn the new words every day. Bạn nên học những cái từ mới mỗi ngày. Mời các em cùng đến với phần trình bày. Các em thân mến, chúng ta có 3 loại câu hiện tại đơn nha các em. Như vậy chúng ta có 3 loại. Loại thứ nhất là chủ ngữ và động từ. Như vậy, đối với câu it rained, cô có chủ ngữ là it và động từ ở đây chính là động từ rained. Thứ hai là có một chủ ngữ, một động từ và một tân ngữ. Như vậy, chủ ngữ là I, động từ là read và tân ngữ ở đây chính là science books. Dạng thứ ba là chủ ngữ, động từ, tân ngữ và một adverb. Adverb là trạng từ. Ví dụ cô có chủ ngữ I, động từ watch. Tân ngữ là TV và last night là trạng từ chỉ thời gian. Bài 1, các em hãy tích vào cho cô cái câu nào là thuộc về câu đơn như các em. Ok, như vậy cô nhắc lại câu đơn thì nó sẽ chỉ có một chủ ngữ và động từ, tân ngữ hoặc là trạng ngữ. Còn câu nào mà có từ hai chủ ngữ trở lên, hai động từ trở lên thì chúng ta không gọi là câu đơn như các em. Đơn có nghĩa là một, đúng chưa? Như vậy các em hãy cùng xét với cô nhé. Câu số 1 cô có The Japanese eat a lot of tofu. Như vậy ở đây chúng ta có chủ ngữ là The Japanese. Động từ ở đây là eat, đúng chưa các em? A lot of tofu là tân ngữ. Như vậy câu số 1 chính là câu đơn. Câu số 2 cô có chủ ngữ ở đây là she. Động từ ở đây là drinks. Tân ngữ là lemonade. Và every morning là trạng từ. Như vậy câu này cũng là câu đơn. Các em tích vào. Câu số 3. I don't eat fast food and I don't drink soft drinks. Ok. Như vậy trong câu số 3 các em thấy cô ở đây có hai cái chủ ngữ này. I được chưa em? I. Đây, chủ ngữ 1. I. Don't eat là động từ 1. Ở đây còn có chữ I. Như vậy ở đây là chủ ngữ 2. Don't drink là động từ 2. Như vậy ở đây có 2 chữ ngữ và 2 động từ. Như vậy câu này không phải là câu đơn. Câu số 4. I là chủ ngữ nè. Am là động từ. Fit là tính từ. Như vậy câu có chủ ngữ và câu có động từ. Như vậy câu này chính là câu đơn. Câu số 5. I like fish, but my sister likes meat. Như vậy ở câu số 5 chúng ta cũng có 2 động từ và 2 chủ ngữ luôn. Chủ ngữ 1 là I. Động từ 1 là like. Chủ ngữ 1 là my sister, chủ ngữ số 2 là my sister và động từ 2 ở đây là likes. Như vậy có 2 chủ ngữ, 2 động từ thì chúng ta không gọi là câu đơn. Như vậy chúng ta cũng bỏ trống. Qua bài số 2 các em hãy gạch chân cho cô và viết chữ S cho chủ ngữ và chữ V là cho động từ trong mỗi câu đơn sau đây. Như vậy S có nghĩa là chủ ngữ nha các em, viết tắt của cái từ subject là chủ ngữ, còn V chính là viết tắt của cái từ verb có nghĩa là động từ. Câu số 1, vegetarians eat a lot of vegetables and fruit. Người ăn kiêng á thì ăn rất là nhiều hoa quả và trái cây. Như vậy chủ ngữ chính là cái danh từ đứng đầu tiên đó các em. Như vậy ở đây chúng ta có chủ ngữ là vegetarians. Động từ ở đây là từ eat, có nghĩa là ăn đó, hoạt động ăn. Câu số 2. Act causes black and white pimples on the face.
Như vậy, chúng ta có chủ ngữ ở đây chính là từ act và động từ là causes. Câu số 3. On Saturdays, my brother often spends 2 hours exercising at the sports center. Như vậy cô có on Saturdays phẩy một cái, vào các ngày thứ bảy phẩy, như vậy cái này là trạng từ đúng chứ các em. My brother là chủ ngữ, often là trạng từ, trạng từ chỉ tuần suất đó các em. Spends là động từ. Câu số 4. My mother didn't buy my favorite cheesecake. Như vậy ở đây cô có chủ ngữ là my mother và động từ ở đây là từ buy. Nguyên cái cụm này là cụm phủ định, didn't buy. Câu số 5. We are not cleaning up our community library. Chủ ngữ chúng ta là we và cụm động từ ở đây là are not cleaning up. Đây là thì hiện tại tiếp diễn nè các em có để ý không? To be cộng động từ thêm in nè. Bài số 3, các em hãy viết lại cho cô các cái từ và các cụm sau đây để tạo thành một cái câu đơn. Câu số 1. À, chị gái của tôi không bao giờ uống nước ngọt. Cô có cụm từ soft drinks là nước ngọt. My sister never drinks soft drinks. Câu số 2. Facts 80% of young people. Số 3. He has bread and eggs for breakfast. Cậu ấy ăn buổi sáng gồm có bánh mì và trứng. Số 4. We don't eat much fast food. Chúng tôi không ăn quá nhiều đồ ăn nhanh. Và số 5. Fruit and vegetables have a lot of vitamins. Trái cây và rau củ thì có rất là nhiều vitamins. Chúng ta cùng chuyển sang phần production. Bài số 4, các em hãy viết hoàn thành cho cô từ những cái gợi ý sau đây. Các em phải thay đổi cái từ hoặc là thêm từ vào. Như vậy các em ở đây các em phải chia động từ cho cô nhé, có thể thêm vào. Câu số 1, tofu là đậu phụ đó. Đậu khung thì tốt cho sức khỏe. Tofu ở đây chúng ta dùng động từ to be là từ is. Tofu is healthy. Số 2, nhiều người Việt Nam thì uống trà xanh. Many Vietnamese drink green tea. Many Vietnamese, đây là danh từ số nhiều, cho nên cái động từ drink chúng ta giữ nguyên. Số 3, cô ấy không sử dụng kem chống nắng. She does not use sunscreen. Ở đây chủ ngữ là she, phủ định, cho nên chúng ta mượn trợ does. Sau khi chúng ta mượn trợ does rồi thì cái động từ đằng sau chúng ta giữ nguyên mẫu là từ use. Câu số 4, ba thì không tập thể dục vào mỗi buổi sáng. My father does not exercise every morning. Chủ ngữ là my father, danh từ số ít, chúng ta mượn trợ động từ là does. Exercise chúng ta giữ nguyên. My father does not exercise every morning. Câu số 5, hầu hết những đứa trẻ thì đều bị lips and skin là bị những cái bệnh về da và đều bị khô môi đó các em và da dẻ vào mùa đông. Như vậy children ở đây là danh từ số nhiều thì động từ chúng ta giữ nguyên. Most children have chapped lips and skin in winter. Bài 5, các em hãy thảo luận và viết cho cô các cái câu đơn từ hai câu đã được gợi ý sẵn. Như vậy là nhiệm vụ của các em là sẽ combine đó, có nghĩa là từ hai câu các em dồn lại tạo thành một câu đơn cho cô. Cô có ví dụ nhé. Ở đây we avoid, chúng ta tránh những đồ ăn ngọt và chúng ta tránh những đồ uống ngọt. Như vậy các em thấy ở đây we avoid là giống nhau nè các em. Như vậy chúng ta sẽ bỏ bớt đi một cái và thay thế bằng chữ and nha các em. We avoid, hai cái này chung cho nên chúng ta bỏ một cái. Tương tự như vậy, my dad loves outdoor activities. Hai cái này chung với nhau. Outdoor activities. Câu số 3, ở đây có từ you should là chung với nhau, chúng ta chỉ lấy một cái. My mother. Đó. Câu số 1, chúng ta sẽ nói là we avoid. Chúng ta tránh đồ uống
thức ăn ngọt và những đồ uống ngọt. We avoid sweetened food and soft drinks. Như vậy chúng ta nối với nhau bằng chữ and. Câu số 2 tương tự như vậy, chúng ta sẽ nói là my dad and I. Như vậy là bố của tôi và tôi thì đều thích cái hoạt động ngoài trời. My dad and I love outdoor activities. Câu số 3, you should wear. Như vậy chúng ta sẽ dùng là bạn nên mặc, mang một cái mũ và kem chống nắng. You should wear a hat and sunscreen. My mother, như vậy chúng ta chỉ lấy một cái mother thôi, đúng chưa? My mother read and downloaded the health tips. Mẹ của tôi đã đọc và tải những cái tips, là những cái gợi ý về sức khỏe. Ok, các em thân mến, như vậy là trong bài này các em được gặp, được học cái câu đơn. Các em nhớ làm bài tập trong sách bài tập cho cô nhé. Và hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo. Goodbye!